Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp với bà Nguyễn Thị Điền, tổng giám đốc của tập đoàn An Phước. Xin chào chị Điền trở lại. Vâng ạ. Vâng. Thì chị làm Pierre Cardin là một cái thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Tôi nhớ là vào những năm đó là đích thân ông Pierre Cardin rồi sang Việt Nam. Dạ. Thì có phải chăng là cái sự hợp tác đó nó mở ra một bước ngoặt đối với An Phước không thưa chị? Xin phép anh cũng được nói lại cái sơ nét về vấn đề An Phước mà quá trình mà tại sao được có cơ duyên đến với Pierre Cardin. Thì là khi mà tôi mở và được cái khách hàng Nhật chọn lựa là Nissho EY hả chị? Là Nissho EY Corporation. Yeah. Dạ, khi họ chọn lựa đây là một cái cơ sở nhỏ để họ đầu tư với cái người Nhật, kỹ thuật Nhật đến để làm, và cái đơn hàng đó thì là bao tiêu luôn. Yeah. Bao tiêu từ năm 92 đến năm 97 luôn. Lúc nào cũng may áo jacket cho Minogia. Yeah. Và may cho quần áo BB có thương hiệu, những cái thương hiệu lớn. Khi người Nhật mà nói áo blouson Minogia là các quý ông đều phải biết. Yeah. Và may trẻ con là BB là có thương hiệu. Và trong đó thì đến năm 94 họ đưa thêm thương hiệu Pierre Cardin. À. Và may quần. May quần chứ biết lại jacket chứ chưa may sơ mi. À. Dạ. Thì tôi được may từ năm 94, 95, 96 đến năm 97 là khủng hoảng kinh tế khu vực ở Á Châu này. Là năm 97. 97. À, từ thì Thái bắt Lan. Đầu á, dạ. Với một lượng từng năm thì khi chúng tôi có một lượng máy là 120 máy, làm 2 ca là nó 240 người, số lượng công nhân 300. Tức là nói chung á, từng năm chúng tôi mở thêm, mỗi một năm mở một nhà máy. Vâng, thì đến khi mà khủng hoảng khu vực á, là 1997 á, vâng, Á Châu đó, thì là tôi đã có 1.200 công nhân. Lúc đó mấy nhà máy chị? Lúc đó 3 nhà máy. Vâng. Vâng, nhưng mà thì khách hàng họ lại lui về bên Trung Quốc. Lúc đó tôi thiếu hụt đơn hàng. Ừ. Bởi vì khi tôi làm với Nhật á, thì là free quota, thị trường free quota. Ừ. Và lúc đó đó người ta phải có quota để mà xuất khẩu sang châu Âu. Thì An Phước lúc đó được khách hàng Nhật khó tính, là một khách hàng khó tính, quality first. Ừ. Thành ra là bao giờ họ chọn lựa, mình tự tin lắm, tự tin. Thì lúc đó đó đại diện của Pierre Cardin là ông René Nguyễn Du. À. Ông đã thâm nhập lại về Việt Nam. Vâng. Ông mới đến, cơ hội đến nghe nói Pierre Cardin là may gia công. Thì ông bảo, ông khuyến khích, thế thì bây giờ chị phải mạnh dạn đầu tư đi, đầu tư mà mua cái bản quyền license của ông đó. Ừ. Hiệu lực chỉ có 2 năm đến 3 năm. Vâng. Tùy theo mặt hàng. Thì chị đi đi rồi chị khai thác cái đó tại thị trường Đông Dương, Việt Nam, tôi nhớ cái anh đó. Lào, Campuchia. Right. Vâng ạ. Thế thì anh có đến tham quan và anh giới thiệu đưa những cái kỹ thuật của Pháp qua. Thì bây giờ không phải là mình có tiền mà mình mua được bản quyền. Thì ông, mình được phép đi qua bên Pháp để mình gặp đối tác là ông Pierre Cardin. Đúng rồi. Thì ông nói rằng tôi không có gia đình và tôi cần bảo vệ uy tín. Nhưng mà tôi được ở dưới báo cáo lên là chất lượng như thế này là tôi thấy yên tâm. Qua cái thông số size áo sơ mi 42 hàng năm mình gửi về, thì với chất lượng như vậy tôi hoàn toàn tin cậy để không có bảo vệ uy tín của ông. Vâng, thế là lần đầu tiên thì An Phước 1997, tháng 6 1997 mạnh dạn bỏ tiền ra mua cái bản quyền. À, bản quyền đó nó bán theo item. À. Chứ không phải một cái tên Pierre Cardin mà gắn lên áo, lên quần. Vâng, thành ra là mới ban đầu chỉ mua sơ mi thôi, sơ mi nam thôi. Dạ, sơ mi nam với lại quần tây là hai sản phẩm chủ lực. Chứ không dám mua cho lady wear. Tại vì phụ nữ thì nó rất là nhiều kiểu cách. Và sản phẩm của An Phước chỉ có hiệu lực ở trong Việt Nam, Lào, Campuchia là ba nước. Nghĩa là trong cái hợp đồng nó quy định như vậy. Quy định hẳn luôn. Quy định thị trường luôn. Quy định thị trường là như thế. Mình không được mang cái này. Về sau này bên Úc có người Pierre Cardin, về sau này có bên Canada có người. Thành ra mình không được xuất qua bên những cái xứ đó. Họ đến họ bảo mình làm may gia công thì mình không làm. Bởi vì mình đã chủ lực là mình may F4B rồi. Vâng. Thì mình có, với lại cái khi mà suy nghĩ đó, anh không phải là tầm nhìn đâu anh. Mình cũng nghĩ ô cái này mình may được thì tại sao mình không để cho cái người dân mình xài, nhưng mà cái giá bản quyền nó quá đắt. Khi mà anh thấy cái Pierre Cardin nó đắt hầu như là gấp đôi. Và ông quy định luôn không được bán dưới thấp 35 đô. Với cái thời kỳ kinh tế năm 97 thì làm sao người dân Việt Nam có tiền mà tiêu mà mua được như vậy. Đó là một cái quy trình. Từ cái chỗ đó thì mình mới xin phép ông là cho phép tôi được khai thác thêm cái cân đối trên cái năng lực truyền. Tôi cũng nhập vải và tôi may An Phước để mà sử dụng hết cái năng hiệu suất của máy.
Thì anh mới do vậy anh mới thấy là tại Việt Nam mình có hai thương hiệu đi nằm chung một cái trong một cái cửa hàng. Đó là cái được đặc quyền của mình. Theo chị là bây giờ cái mối quan hệ giữa An Phước và Bia Cạc Đan phải chăng là không những là Bia Cạc Đan giúp một phần nào cho cái uy tín thương hiệu của An Phước, nhưng ở đó khi mà chị làm với một cái thương hiệu lớn như vậy thì bản thân chị và những cái người thợ của chị có học hỏi được từ cái kinh nghiệm của họ không ạ? Vâng ạ, khi chúng tôi ký mua bản quyền nó có hiệu lực ngắn hạn là cứ 3 năm một, thì họ cử kỹ thuật của họ qua hướng dẫn mình, họ gửi cho mình những cái bộ collection, cái khuynh hướng của hàng năm, mùa đông và xuân hè và vâng, thu đông hướng, vâng. Thì họ gửi cho mình hai cái bộ collection đó thì mình theo đó cái kiểu dáng và khuynh hướng, cái trend của nó màu năm nay là gì, và gửi kỹ thuật bơi ban đầu thì chúng tôi chịu chi phí để họ cử kỹ thuật qua đây để hướng dẫn cho kỹ thuật tại Việt Nam mình học theo những cái vấn đề quy cách ra những cái gì mà theo để làm đảm bảo cái sản phẩm yeah là bán trên toàn cầu. Người Việt Nam mình cũng dễ bị là vi phạm mà những cái mà cam kết với nước ngoài trong kinh doanh đó. Thì tôi cũng gặp một số cái người kinh doanh nước ngoài, người nước ngoài đó thì ta cũng có cái nói cái ý đó. Thì là trong trong thời gian mà chị hợp tác với Bia Cạc Đan thì nói chung là mọi việc tốt đẹp hả chị? Vâng ạ, thế quan hệ của đôi bên rất là tốt đẹp anh. Hàng năm thì tháng 3 là bên đó họ cử người qua, thứ nhất là xem là cái tình hình kinh doanh của mình có hiệu quả không. Theo báo cáo 6 tháng 1 sau đó là cái khuynh hướng đó, nếu mà mình họ có cho cử người đến, đại diện của họ đến cửa hàng xem là khách hàng vào sẽ mua An Phước nhiều hay là bia nhiều, rồi là theo tình hình, rồi đến là tháng 5, tháng 6 mình phải đăng ký qua gặp ông. Giờ nó ông sẽ có những cái cuộc mà họp của những đại diện của những cái người mà mua bản quyền của ông ở trên thế giới, Thái Lan, Việt Nam, rồi Đài Loan, tức là những cái đối tác nằm ở bên Pháp, qua bên Pháp gặp. Thì lúc khi đó cách đây khoảng 10 năm thì ông còn có sức khỏe. Đúng thì rồi. Ông hay có tổ chức. Vâng ạ, tại nhà hàng Maxim của ông ngay Paris. Dạ, ngay Champs-Élysées đó, gần đó. Nhưng mà về sau này ông yếu thì ông chỉ cử đại diện cho ông là ông đi Kenoa qua. Và văn phòng hiện nay, và thường tại Việt Nam mình có văn phòng luật sư của Pierre Cardin tại đây, văn phòng DS. Bất kỳ một sự khiếu nại nào mà nó liên quan tới Pierre Cardin là người ta phải gõ mình ngay. Vâng, thành ra mình phải bảo vệ, tôn trọng những cái đó. Và hình như là tôi thấy Pierre Cardin là đầu tiên vào tổ chức những cái kêu là trình diễn thời trang. Vâng ạ, vâng. Rất là đẹp luôn. Vâng ạ. Ở Việt Nam, và cái đó nó cũng nói lên cái việc vấn đề mà cái khát vọng mở cửa vâng kinh ạ. Tế của Việt Nam. Vâng ạ, vâng. Vâng. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp với bà Nguyễn Thị Điền, Tổng giám đốc của tập đoàn An Phước. Xin quý vị nghỉ giải lao một vài phút và chúng tôi sẽ quay lại trong phần 3 của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.